Homelander, một tên siêu anh hùng bệnh hoạn, ích kỷ, hám quyền nhưng lại được công chúng sùng bái như một vị thánh sống. Hắn là ai, nguồn gốc, sức mạnh, nhân cách ra sao thì trong video hôm nay cùng mình tìm hiểu nhé. John, hay được biết đến với cái tên Homelander, là nhân vật phản diện chính của bộ phim chuyển thể từ loạt truyện tranh The Boy. Trên Amazon TV, hắn là siêu anh hùng mạnh nhất được sản xuất bởi Vought International, thủ lĩnh của nhóm siêu anh hùng nổi tiếng được biết đến với cái tên The Seven, con trai bí mật của Soldier Boy và là cha ruột của Ryan Butcher. Trong bộ phim The Boy, đối với người dân, The Seven là một đội siêu anh hùng hoàn hảo, thuần khiết và Homelander là người hoàn hảo và mạnh mẽ nhất. Nhưng trên thực tế thì đây chỉ là một đám siêu anh hùng ích kỷ, xấu xa, chuyên đi làm chuyện đổi bại và đã gây ra không biết bao nhiêu tội ác. Trong The Seven, Homelander là kẻ tồi tệ nhất, hắn ta coi những người không phải súp là người bùn, và thích thú khi sử dụng siêu năng lực của mình, để lạm dụng người khác và làm bất cứ điều gì mà hắn muốn, cuối cùng quan tâm đến hình ảnh của mình trước công chúng hơn là thực sự cứu người. Homelander cũng là kẻ thù không đội trời chung của The Boy. Bề ngoài, Homelander thể hiện mình là một siêu anh hùng có sức lôi cuốn, ấm áp, khích lệ, vị tha và phản đối mọi hình thức bất công. Homelander thường động viên các đồng minh của mình, bằng cách nói với họ rằng họ là những anh hùng thực sự. Tuy nhiên, trên thực tế, Homelander thực sự hoàn toàn ngược lại, là một người thờ ơ, ích kỷ, vô tâm, non nớt, tàn nhẫn, tàn bạo, tâm thần, rắc rối, lạnh lùng, hèn hạ, đạo đức giả, kiêu ngạo và trên hết là kẻ tự ái tàn nhẫn và kinh khủng. Vì sức mạnh to lớn của mình, hắn tin rằng mình vượt trội hơn toàn thể nhân loại. Homelander sẵn sàng không ngần ngại bỏ rơi một chiếc máy bay bị hư hỏng, khiến hàng chục người chết. Là một kẻ sát nhân không ăn năn, Homelander khao khát tình yêu và tình cảm mà hắn chưa từng có khi còn nhỏ. Homelander thực sự có cảm tình với Madeline Stilwell, người mà hắn coi như một người mẹ. Ngoài ra, Homelander còn thể hiện sự thu hút đối với Stilwell, và dường như nhìn bà ta dưới góc độ mẫu hệ và tình dục. Tuy nhiên, ngoài giá trị của bà đối với hắn như một người bạn tình, Homelander không mấy quan tâm đến Stilwell như một con người, và cuối cùng đã giết bà khi hắn phát hiện ra bà đã giấu anh ta sự thật về đứa con của Homelander. Sau khi Madeline qua đời, Homelander buộc Doppelganger biến hình thành Madeline Stilwell, để hắn có thể hồi tưởng lại một số cuộc gặp gỡ tình dục của họ, cho thấy đây là một quan hệ bệnh hoạn như thế nào. Homelander cũng tỏ ra quan tâm đến Queen Mer-F, và cả hai dường như được Vought sắp xếp để trở thành một cặp đôi. Đối với Homelander, hắn không bao giờ thực sự quan tâm đến Queen Mer-F, ngoài giá trị của cô ấy như một con tốt. Homelander cũng có phần lười biếng, thích sử dụng tia laser của mình mọi lúc thay vì sử dụng các biện pháp thực dụng hơn để ngăn chặn tội phạm. Điều này thường dẫn đến việc hắn gây ra nhiều thiệt hại hơn những tên tội phạm mà hắn định ngăn chặn. Có thể là do được nuôi dưỡng để trở thành siêu anh hùng hàng đầu của Vought, và không có tuổi thơ tử tế, Homelander có lòng tự ái cực độ, và mặc dù tàn nhẫn và không quan tâm đến thường dân, nhưng Homelander lại khao khát tình yêu và sự quan tâm của họ, như một sự xác nhận thêm địa vị của bản thân. Homelander tự hào về địa vị siêu anh hùng xuất sắc nhất thế giới của mình và cực kỳ thù địch với bất kỳ ai thách thức sự nổi tiếng hoặc vị trí lãnh đạo của hắn, chẳng hạn như Stormfront. Bất chấp tất cả những điều tồi tệ mà Homelander đã làm, hắn thực sự quan tâm đến con trai mình, Ryan. Homelander chỉ ra rằng không muốn con trai mình lớn lên giống như hắn, bị cô lập và đối xử không có tình yêu thương và tình cảm từ một gia đình. Điều này cho thấy Homelander thực sự quan tâm đến Ryan, ngay cả khi có lúc hắn nhẫn tâm và ích kỷ đẩy con trai mình ra ngoài mái nhà, để xem sức mạnh của cậu bé đã thức tỉnh chưa. Sự quan tâm dành cho con trai này càng được chứng minh khi Homelander chạy đến bên Ryan sau khi cậu bé bị Soldier Boy tấn công. Homelander cũng thực sự quan tâm đến người yêu Stormfront của mình. Mặc dù ban đầu hắn ta sẵn sàng giết Stormfront khi nghĩ rằng ả ta đang phản bội, Homelander cũng trông thực sự đau buồn khi nhìn thấy Stormfront bị tàn tật và bị thiêu rụi. Sau khi Stormfront tự sát, điều đó đã góp phần khiến trạng thái tinh thần vốn đã tồi tệ của hắn nay lại càng tồi tệ hơn. Homelander dường như cũng nghĩ rằng quyền lực sẽ xác định hắn là ai và không là gì nếu không có chúng. Khả năng bay, Homelander có thể bay lên và tự đẩy mình với tốc độ lớn, cho phép hắn ta vượt qua những khoảng cách rộng lớn chỉ trong vài phút.
Homelander thậm chí còn có thể nhanh hơn A trên. Homelander tuyên bố rằng, hắn đã phá vỡ rào cản âm thanh khi còn nhỏ và được chứng minh là đã bay với tốc độ 1874 km/h hoặc Mach 1518 khi tìm kiếm Translucent, thích ứng trên không. Homelander có thể sống sót và thích nghi với áp suất khí quyển cực cao hoặc thấp mà không bị mất phương hướng hoặc mất khả năng thở bình thường và ma sát gió cao. Điều này đi kèm với khả năng miễn dịch bẩm sinh đối với chứng chóng mặt. Khả năng miễn dịch tăng tốc, Homelander miễn nhiễm với các tác động khác nhau của việc tăng tốc nhanh, bao gồm lực cản không khí, không thể thở, sốc động do tiếp xúc với vật thể ở tốc độ cao. Độ bền siêu phàm, Homelander gần như miễn nhiễm với mọi hình thức tổn hại về thể chất, và do đó là người kiên cường nhất trong The Seven, và có thể là trong tất cả các súp. Homelander không chỉ có khả năng chống đạn hoàn toàn, mà còn không hề bối rối trước những vụ nổ mạnh. Madeline thậm chí còn tuyên bố rằng không có vũ khí nào trên trái đất mà Vought chưa ném vào Homelander và tất cả đều thất bại. Tuy nhiên, các đòn tấn công đủ mạnh vẫn có thể gây hại cho Homelander, chẳng hạn như những đòn tấn công từ Soldier Boy và Billy Butcher được tiêm hợp chất V. Homelander cũng có thể bị tổn thương nặng nề bởi những người như Queen MF. Sức mạnh siêu phàm, Homelander hiện là siêu anh hùng mạnh nhất trên trái đất, với khả năng chính là sức mạnh siêu phàm khủng khiếp cho phép hắn ta dễ dàng chế ngự hầu hết các đối thủ. Sau khi Homelander và Queen MF ngăn chặn một vụ cướp, Homelander đã ném tên trộm lên không trung thật xa. Homelander có thể đụng độ với cả Billy Butcher, được tiêm hợp chất V và Soldier Boy cùng lúc, và phải cần đến sức mạnh tổng hợp của họ, cộng với Huey để tạm thời kiềm chế Homelander. Khả năng bắn tia năng lượng, Homelander có thể tạo ra những chùm năng lượng màu đỏ cực mạnh từ mắt của mình, với cường độ khác nhau. Những luồng năng lượng này mạnh đến mức dường như chúng có thể cắt xuyên mọi thứ. Homelander đã từng dùng tia năng lượng này để bắn rơi một chiếc máy bay một cách dễ dàng. Tầm nhìn tia X, tầm nhìn của Homelander cho phép hắn ta nhìn xuyên qua bất kỳ vật thể hoặc bề mặt rắn nào, ngoại trừ các vật thể và bề mặt được lót bằng kẽm. Lão hóa chậm, giống như Stormfront và Soldier Boy, Homelander dường như không già đi theo cách giống như người bình thường. Hắn ta có khả năng sống hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm, mà không có bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào của sự thoái hóa về thể chất hoặc tâm lý liên quan đến tuổi tác, giữ nguyên hình dạng của mình trong suốt cuộc đời. Khả năng lãnh đạo, mặc dù The Seven chỉ là vỏ bọc cho lòng tham quyền lực và lợi nhuận của công ty Vought International, Homelander vẫn quản lý đội của mình và các thành viên trong một số trường hợp. Sức thu hút, Homelander có khả năng thuyết phục hoặc thu hút sự ủng hộ từ bất kỳ ai. Sự quyến rũ của Homelander mang lại cho hắn lợi thế trong việc thu phục mọi người về phía mình. Tuy nhiên, Homelander không thể duy trì được sự quyến rũ của mình trong mọi trường hợp. Sự đe dọa, Homelander được biết đến với sự hiện diện oai nghiêm và thống trị, gieo rắc nỗi sợ hãi cho các đồng đội của mình do hành vi không ổn định. Biết được điều này, Homelander đã sử dụng sức mạnh của mình để đạt được thứ mình muốn, nhưng điều này có giới hạn đối với những cá nhân không sợ hắn. Một ví dụ là Stan Edgar, người không hề tỏ ra sợ hãi khi đối đầu với Homelander về việc đưa Stormfront vào đội. Thao túng, ngoài khả năng đe dọa, Homelander còn thao túng những người xung quanh, đặc biệt là công chúng, bằng cách khiến họ tin vào tất cả những lời dối trá mà hắn nói với họ, như cái chết của Translucent chẳng hạn. Khả năng chiến đấu tay đôi, mặc dù không có kiến thức chuyên sâu về bất kỳ loại võ thuật nào, Homelander vẫn có thể tự mình chiến đấu tay đôi, đặc biệt là trong cuộc chiến chống lại Soldier Boy, Butcher và Huey được tiêm hợp chất V, Homelander vẫn tạm thời cầm cự được trước ba người này. Vậy là video đã kết thúc rồi. Mọi người thấy sao về video hôm nay? Các bạn có ý kiến đóng góp gì hay không thì hãy để lại dưới phần bình luận nhé. Và mình là DuckVN98, hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.